Dịch sim. Ừ. Mà cái giống này nhá, em thấy như giống nó không được to lắm luôn. Cho nó ăn rau ăn bắp ngâm nè. Giờ cái cánh lên. Ủa sao đâu nhiều lắm mà đâu hết rồi. Bò chưa? Nó tự nhiên nó chưa chạy vô hả? Thì nó bị cái gì chứ nó bị què cái chân nó cũng lép chân nó. Đâu? Mấy con rồi. À có mấy con bị bệnh đây nói. Kiểu gió đó, chúng gió đập quá. Như vậy đâu người ta nuôi người ta cũng ăn nom hàng ngày luôn ấy, chích thuốc này kia đấy như cái trại đó. Chứ đâu có ấy đâu. Bây giờ nó khó lắm. Nó màu đen nè, nó trổ ra trắng trắng ha. Mấy mốt nó lớn là nó trổ hết như kia. Con anh nó chỉ trổ thôi. Con nào đen đen, con nào con. Nó tự nhiên nó bị nẹp chân. Còn cặp kia, cặp kia là dịch gì? Cũng là dịch của ông chính rừng không cho đó. Tất cả hai con kia bắt nó. À cái cặp dịch đó sao đẹp chứ hả? Dịch cỏ. Dịch đó dịch gì? Cỏ, dịch cỏ đây. À dịch cỏ hả? Có mấy gì dịch đen này dịch xiêm. Đây con vịt xiêm này, con cái vịt cỏ. Này ngỗng. Ngỗng có con hả được? Cặp vịt kia đẹp kìa, giống thiên nga, đẹp ghê, cái màu. Ở ngoài kia quá trời chưa chịu vô mà. Kíp 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 kíp. Nó nẹp chân. Nó ăn no rồi, nó xuống này uống nước. Kiếp 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 kiếp. Ăn chạy đã không? Ăn xong uống, xuống nước. Ô hình như có con bị tôi đây hay gì vậy? Đúng rồi. Này lương. Đúng không? Con rỉ nó ăn luôn nè. Rồi.